chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của Dương Dê. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Tâm Lê, bạn hỏi là: anh ơi cho em hỏi, nếu dự đoán thì Redmi Note 9 Pro khoảng tháng mấy về Việt Nam? Cái câu hỏi này cũng rất là khó này, bởi vì vừa rồi thì mình có điện cho anh Tuấn ở bên Clickbuy, thì anh có bảo là Redmi Note 9 Pro bây giờ là hiện tại là nó mới chỉ ra mắt ở Ấn Độ thôi. Đấy, nên là việc xách tay từ Ấn Độ về Việt Nam thời điểm hiện tại là cái chi phí nó sẽ bị đội lên rất là cao. Và thường các nhà bán lẻ điện thoại xách tay thì họ sẽ nhập trực tiếp từ Trung Quốc về. Và bây giờ các bạn biết rồi đấy, Redmi Note 9 Pro thì không biết là bao giờ nó mới được bán ra ở Trung Quốc cơ, để mà chúng ta nhập về Việt Nam cơ. Đấy, xong sau đó chúng ta phải đợi là nó bán ra Trung Quốc thì người ta phải ưu tiên dành cho thị trường ở Trung Quốc trước đã, xong sau đó mới chuyển về Việt Nam được. Vậy là Redmi Note 9 Pro khoảng tháng mấy về Việt Nam cũng chưa biết được. Đấy, tuy nhiên có một cái thông tin đó là nếu nó không ra mắt ở thị trường Trung Quốc nhá, thì chưa chắc sau này đã có thể về được Việt Nam. Và có một số những nguồn tin cho mình biết được rằng là có thể Redmi Note 9 Pro sẽ rất bất ngờ sẽ không về Việt Nam đâu. Đấy, và cái động thái của thị trường bây giờ cũng rất là mông lung trong cái việc là nên đợi Redmi Note 9 Pro hay là mua Redmi Note 8 Pro. Thì mình cũng đã có một cái video phân tích rất là kỹ rồi đấy. Chúng ta nên mua Redmi Note 8 Pro ở thời điểm hiện tại, bởi vì là ví dụ như giá của Redmi Note 8 Pro ở Clickbuy bây giờ đang loanh quanh tầm khoảng trên dưới 4 triệu rưỡi, thì mức giá đó là mức giá rất là hợp lý rồi. Redmi Note 9 Pro về Việt Nam chắc cũng phải tầm khoảng trên dưới 5 triệu. Giá thì là đắt hơn, đúng không nào? Trong khi đó thì hiệu năng bị giảm đi. Đấy, nên là mình thì mình sẽ không chờ đợi Redmi Note 9 Pro mà mình sẽ mua Redmi Note 8 Pro. Còn chưa chắc nó đã được về Việt Nam đâu. Đấy, cái điều này thì không chắc chắn lắm nhưng mà chưa chắc. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Kha Đỗ Việt. Bạn hỏi là hiện tại em đang có 15 triệu, đang phân vân giữa Mi 10 Pro và Vivo IQ 3. Nhu cầu của em đó là camera ổn, bởi vì em cũng hay thường quay video tài liệu. Thực ra là quay video tài liệu không ấy, thì camera của hai con này đều quay video tài liệu rất tốt. Nhưng mà để chụp ảnh đẹp với quay video đẹp hơn thì sẽ là Mi 10 Pro. Màn hình đẹp em không quan trọng đục lỗ hay giọt nước, nghĩa là màn hình chỉ cần đẹp thôi thì mình đánh giá là màn hình của Mi 10 Pro sẽ đẹp hơn. Hỗ trợ cập nhật lâu dài thì Mi 10 Pro sẽ được hỗ trợ cập nhật lâu dài hơn. Thi thoảng hay chơi một vài game nặng thì hai con này đều ổn cả, đều rất ổn. Nhưng mà cái hiệu năng và cái tốc độ load của IQ 3 nó sẽ nhỉnh hơn, bởi vì nó có bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao hơn, đó là UFS 3.1. Còn hiện tại bạn đang dùng X2 Pro mà vẫn thấy ngon thì cũng không nên lên. Đấy, không nên lên. Đấy là mình nghĩ là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái tầm giá 15 triệu này chúng ta lựa chọn được nhiều điện thoại ngon, tội gì mua điện thoại tàu. 15 triệu này mình nói thật với bạn chứ, mình chấp nhận hiệu năng không bằng hai con điện thoại tàu này, mình mua con Galaxy Note 10 Plus tại Clickbuy còn hơn. Còn đấy thương hiệu tốt hơn, rồi là nhiều thứ khác, màn hình thì 2K một màn hình 2K đúng rồi. Xong rồi cầm lên như một tấm kính, thiết kế thì đẹp, có kháng nước, kháng bụi, tội gì mua điện thoại tàu trong tầm giá 15 triệu này làm cái gì. Đấy, chứ còn nếu mà rẻ thì mình mua thôi, chứ còn đắt thì không. Còn lại nếu mà bạn thực sự thích một trong hai chiếc điện thoại này thì mình khuyên bạn là nên mua IQ3, bởi vì rất đơn giản, đó là IQ3 nó rẻ hơn nhiều so với Mi 10 Pro, chỉ thế thôi. IQ3 tầm 11 triệu, ok, đồng ý. Dưới 11 triệu mức giá đó là mức giá hợp lý để mua. Chứ còn đừng bao giờ dành quá nhiều tiền để mua một cái điện thoại tàu làm cái gì. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Hiệp Đình bạn hỏi là cho mình hỏi nên chờ Redmi Note 9 Pro Pro Max hay là giờ nên mua Redmi Note 8 Pro, và Redmi Note 9 Pro khi nào về Việt Nam? Nếu lâu quá thì mình nên chờ hay là mua Redmi Note 8 Pro? Mong được tư vấn bởi vì mình đang cần rất gấp. Đấy, cũng là cái câu hỏi vừa rồi luôn đấy. Thì mình cũng nói luôn, đấy là đừng bao giờ đợi Redmi Note 9 và Redmi Note 9 Pro Max về cả, bởi vì chưa chắc là nó đã về Việt Nam. Đấy, chưa chắc nó đã về Việt Nam luôn. Đấy, và thêm nữa đó là kể cả khi nó về Việt Nam rồi thì cái nhu cầu của bạn là gì? Ví dụ như với những nhu cầu cơ bản thì Redmi Note 9 Pro chả hơn mấy so với Redmi Note 8 Pro cả. Đấy, kể cả Pro Max cũng thế, chắc là hơn ở cái pin, là cái sự hơn mà cũng chả đáng kể, hơn 10% pin mà cũng đáng bao nhiêu đâu. Đấy, nhưng mà thua thì lại thua về mặt hiệu năng, nên là mình nghĩ là mình sẽ không chờ, mình sẽ chốt luôn mua Redmi Note 8 Pro, giá lại còn rẻ, lại còn ổn định nữa. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Ánh Vũ. Bạn hỏi là anh ơi, giữa Helo G90T và Snapdragon 712 thì con nào mạnh hơn và chiến game ngon hơn? Chốt luôn cho mình con Helo G90T. Con này chơi game ngon hơn, mạnh hơn là 712. Thậm chí là nó còn mạnh hơn cả 720G cơ. Mạnh hơn 720G với 730 cơ. Vốn chỉ là 712 đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phạm Trung Hậu. Bạn hỏi là em đang phân vân giữa LG G7 ThinQ cũ với cả iPhone 6S Plus Lock. Chủ yếu cần chiến PUBG tầm 1-2 năm nữa. Thế thì cả hai con này đều không được bạn ạ. Đấy, nhưng mà nếu mà trong cái tầm giá của cả hai con này bạn đang thực sự phân vân ấy, thì mình nghĩ là như này này. Thiết kế mình sẽ lựa chọn LG G7, màn hình sẽ là LG G7, hiệu năng
thì vẫn rất là LG G7 đấy. Chip 845 nói gì nói, mặc dù tối ưu hóa không tốt lắm nhưng nó vẫn ngon hơn chip Apple A9 của iPhone 6s Plus. Đó. Camera thì cũng là LG G7. Thời lượng pin thì cả hai con pin đều, à con iPhone 6s Plus thì nó sẽ có pin nhỉnh hơn đấy. Đấy nhưng mà cái, nhưng mà quan trọng ấy là 6s Plus hàng cũ lắm rồi thì có thể nó sẽ bị chai pin, không biết đâu mà lần được. Nhưng mà về các yếu tố khác như là giải trí âm thanh rồi kháng nước kháng bụi thì LG G7 sẽ có. iPhone 6s Plus thì chưa được công bố khả năng kháng nước kháng bụi đâu. Nên là nếu với tất cả những yêu cầu đó thì mình sẽ lựa chọn LG G7 hơn chứ. Chứ tội gì lựa chọn iPhone 6s Plus làm cái gì. Và bộ nhớ trong tối thiểu của LG G7 cũng ngon hơn là iPhone 6s Plus rồi. Hình như 64GB thì phải. Đấy. Và 3.8 triệu mình chốt LG G7. Nhưng nếu còn sự lựa chọn khác, nếu mà bạn thực sự cần chơi game thì bạn nên mua những con chip 845 mà nó được tối ưu tốt hơn LG G7. Ví dụ như là Pocophone F1 hay là Xiaomi Mi 8. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hoài Thương. Bạn hỏi là bây giờ em có tầm 20 triệu thì nên mua điện thoại nào? Nhích hơn một chút cũng được. Em ít chơi game và game liên quân. Em hay coi phim chụp ảnh. Nhờ anh giúp đỡ. Nếu mà như thế này nhá, thì 20 triệu chúng ta chưa mua được Galaxy S20 Ultra. Hơi đáng tiếc, nếu mà cố lên S20 Ultra thì ngon. Nhưng mình nghĩ là chắc bạn chỉ cần đợi khoảng hơn tháng nữa thôi thì hàng sách tay con này về đầy, dưới 20 triệu đầy, thì con này đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bạn. Nhưng mà nếu mà không ý, thì bây giờ bạn có thể mua Galaxy S20 Plus. S20 Plus đáp ứng được cũng tất cả các yêu cầu đó của bạn luôn. Còn nếu mà là iPhone thì iPhone thì chắc là, nếu mà xét ở trên tham chiếu là cùng là hàng mới nhá, thì iPhone bạn chỉ mua là iPhone 11 mới thôi, chứ không mua là iPhone 11 Pro mới đâu. Và với cái điều đó thì mình thấy là mua Galaxy S20 Plus sẽ, nói gì nói, sẽ nhỉnh hơn iPhone 11 đấy. Nhỉnh hơn về mặt thiết kế, nhỉnh hơn về màn hình, nhỉnh hơn về camera đấy. Đấy, có chăng là hiệu năng thì không bằng đâu, nhưng mà pin biết các thứ thì trâu hơn, sạc thì nhanh hơn, loa ngoài nghe hay hơn, có hai sim nữa. Đấy, thì mình sẽ đợi con S20 Ultra này giảm giá xuống. Hoặc nếu mà cần lắm rồi thì mình sẽ mua Galaxy S20 Plus. Tiết kiệm là mấy triệu, không đến 20 triệu đâu. Con đấy chỉ tầm khoảng 17-18 triệu thôi. Đấy, các bạn có thể tham khảo tại website của Clickbuy nhé. Và nếu mà muốn mua thì tốt nhất cứ gọi điện trực tiếp đến Clickbuy, bảo là bây giờ tôi không muốn lấy quà, thì giá cuối cùng công để cho tôi là bao nhiêu. Đấy, thì Clickbuy sẽ công bố cái giá cuối cùng cho các bạn. Nó sẽ rất rẻ đấy. Rẻ hơn nhiều so với mức giá niêm yết của hãng, đến tầm khoảng 5-6 triệu đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn TS Anime. Bạn hỏi là: anh ơi, cho em xem cách phân biệt hàng chính hãng Redmi Note 8 Pro, à Redmi Note 8 được hay không? Chúc anh sức khỏe và chúc anh thành công trong công việc. Cảm ơn bạn rất nhiều. Redmi Note 8 nó sẽ hàng chính hãng và hàng sách tay sẽ có một số những điểm khác nhau như này này. Khác nhau về mặt vỏ hộp. Khi mà vỏ hộp của hàng chính hãng nó có in hình sản phẩm, còn hàng sách tay thì nó chỉ là một cái màu xanh nét thôi. Đấy. Khác nhau về phụ kiện đi kèm. Khi mà hàng chính hãng nó có sạc chân tròn, cái sạc của nó khá là giống với sạc của Samsung. Còn hàng sách tay thì sẽ là sạc chân dẹt. Đấy, vẫn là sạc hai chân nhé các bạn nhé. Và cái sự khác nhau nữa, đấy là Redmi Note 8 hàng chính hãng sẽ có sẵn tiếng Việt, có sẵn Siri Play. Còn Redmi Note 8 hàng sách tay thì không. Và sự khác biệt cuối cùng nữa đó là giá bán. Thì giá bán của hàng sách tay sẽ rẻ hơn hàng chính hãng tương đối. Đấy, thì đấy là những sự khác biệt. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta nhìn hộp, là ngay ở ngoài hộp chúng ta đã nhìn thấy sự khác biệt luôn rồi, thì chả cần phải test rồi là đối chiếu đâu. Chứ còn về ngoại hình hay các thứ thì là giống hệt nhau. Ngoại hình, hiệu năng, camera, thời lượng pin, các thứ là giống hệt, không có điểm gì khác biệt cả. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn FSD Vượng. Bạn hỏi là cháu muốn mua điện thoại iPhone 7 Plus, hàng lóc và hàng thật, hiệu năng và độ bền có chênh lệch nhau hay không chú? Đặc biệt là chơi game. Chúc chú sức khỏe, mong được tư vấn. Hàng lóc là hàng thật chứ không phải là hàng lóc là hàng fake. Các bạn chú ý nhé. iPhone 7 Plus mà là hàng fake ý, thì nó sẽ chạy Android chứ nó không chạy iOS. Các bạn hiểu được không? Còn hàng lóc bản chất nó vẫn là hàng thật 100%, nhưng chẳng qua là nó phá vỡ hợp đồng với nhà mạng nên là nó bị lóc lại, và sau này chúng ta phải sử dụng SIM ghép, sử dụng mã ICCID để chúng ta fix thôi. Đấy, chứ nó vẫn là hàng thật. Còn lại thì chúng ta phải nói là hàng lóc với cả hàng quốc tế nó khác nhau gì hay không? Thì là khác nhau về mỗi cái SIM ghép đấy thôi, với cả cái mã CCID để fix thôi. Còn lại về việc chơi game, cấu hình, hiệu năng, camera, thời lượng pin là giống hệt nhau. Ngoại hình cũng giống hệt nhau, không có điểm gì khác biệt cả. Vậy nếu mà không quá quan tâm đến cái điều đó thì mua hàng lóc cho nó rẻ. Và đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, khi mà mã CCID đã có rồi và hàng lóc fix được gần như tất cả mọi lỗi rồi, thì mua hàng lóc tiết kiệm ở thời điểm này là hợp lý. Chứ không sau này mà nó fix lại là mua lại không được. Còn nhiều bạn có hỏi mình đấy là: nếu bây giờ mình mua, thế
Thế xong sau này mà Apple nó lại lock lại, nó không cho sử dụng cái mã ICD đó nữa thì có sao không? Thì chả vấn đề gì cả. Bạn chỉ cần nhập đúng một lần và bạn sử dụng mãi mãi, miễn sao là bạn không lắp một cái SIM khác vào, bạn đừng reset lại mạng, đừng khôi phục cài đặt gốc, thế là được. Đấy, chứ còn chả có gì phải lo cả. Đây này, mình dùng iPhone 7 lock này, mấy năm nay có phải cắm SIM ghép đâu, dùng như một cái máy iPhone quốc tế luôn, chả vấn đề gì. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Bút Chì. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, tư vấn dùm tầm 3 triệu rưỡi có nên mua Vsmart Link phải không? Quan trọng là nhu cầu của bạn là gì. Đấy, nhưng mà về tổng hòa các yếu tố thì thời điểm hiện tại mình sẽ không mua Vsmart Link, mà mình sẽ ưu tiên mua Realme 3 Pro. Bởi vì sao? Bởi vì Realme 3 Pro có một cái hiệu năng tốt hơn, có camera ngon hơn, có sạc nhanh hơn, có Android 10. Đấy, và với tất cả những điều đó mình sẽ ưu tiên mua Realme 3 Pro thay vì Vsmart Link, đặc biệt là với phần hiệu năng lẫn Android 10. Đấy là những điểm mà mình rất quan trọng đấy. Và như vậy, câu hỏi trên cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.